Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip mới nhất của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn đó là cách mình mở những cái ổ khóa cái núm này mà khi cái remote của mình đó các bạn. Remote của mình nó hết pin hoặc là mình để quên ở đâu đó, mình không có mang theo bên mình. Thì như thế thì mình sẽ không có cái mở khóa này được. Bình thường thì mình sẽ mở khóa bằng cái remote này, tức là mình để bên kế bên mình nhận vô, tức là mình mở lên được bình thường. Còn bây giờ mình sẽ xin để nó ra xa khoảng, nói chung là hơi xa các bạn, để cho mình coi mở được hay không ha. Rồi mình đã dục đằng kia rồi, giờ mình thử mở ra nè, không được đó các bạn, nó đã xa không được. Thì trường hợp như thế thì mình sẽ dựa vào cái mật mã ha các bạn. Cái mật mã thì khi mình mua xe, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho mình nè các bạn. Ở đây nó có 6 số, mình xin bệnh lại một số ha. Thì mình làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Mình nhập 6 số này như thế nào ha. 6, 5, 7, 4, 6 rồi thêm một số nữa ha. Tức là ở đây mình sẽ nhận vô cái nút này 3 lần. Nhưng mà cái đèn ra này nó báo các bạn. Thì mình nhận ha. Mình giữ yên nhận vô thôi nha các bạn. Đó, trái đèn các bạn, 1, 3 lần ha các bạn. 2, rồi 3 lần thì mình mới nhập vô được nha các bạn. Rồi 3 của mình là 6, 5, 7 ha các bạn, mình nhận nè. Lý do là mình nhận nó hơi bị lâu quá vậy các bạn, cho nên nó không có nhận lại. 651. Đó, khi nó nhận như thế này tức là nó nhận tín hiệu bạn rồi, đâu mình nhận nè. 1 2 3 4 5 6 rồi một số ha. Số 2 số 5 nha các bạn. 1 2 3 4 5 ha. Số 3 số 7 nha. 1 2 3 4 5 6 7 rồi 6 4 5 1 4 6 nha các bạn. 2 3 4 rồi 1 2 3 4 5 6 rồi các bạn. Rồi một số nữa là các bạn. Rồi nha các bạn, là nó báo như là báo được các bạn. Rồi. Đó, tức là mình nhận lên khởi động máy bình thường đó ha. Đó, thì khi là trường hợp là mình bỏ quên hoặc là mình để điện thoại mất hoặc là khi cái remote của mình hết pin thì mình sẽ mở bằng cách như thế các bạn. Mở yên nè. Mở xăng nè. Đó. Được bình thường ha. Tức là mình nhấn 3 lần ha. Nhấn 3 lần thì bắt đầu nó báo cái đèn chớp là mình bắt đầu nhập những cái số này vô, nhập theo thứ tự các bạn. Số 6 là chớp 6 lần, số 5 chớp 5 lần ha. Thì như thế mình đã mở được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha.